Với niềm say mê môn học yêu thích, thầy và trò đội tuyển địa lý Hà Tĩnh đã khép lại mùa thi học sinh giỏi quốc gia với niềm vui trọn vẹn, 100% thành viên đạt giải. Đây cũng là năm đội tuyển môn địa lý của Hà Tĩnh có chất lượng giải cao nhất từ trước đến nay. Mục tuổi chúng mình của chương trình tạp chí Tuổi Xanh sẽ gặp gỡ và chia sẻ niềm vui cùng các bạn đội tuyển môn địa lý với sự đam mê môn học này từ những điều thân thuộc. Lần đầu tham gia đội tuyển, thế nhưng bạn Nguyễn Thị Thu Hiền, lớp 11 địa, trường Trung học phổ thông chuyên Hà Tĩnh đã xuất sắc giành giải nhất quốc gia môn địa lý. Đây là thành quả ngọt ngào sau những ngày tháng miệt mài học tập bằng niềm đam mê và sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Gia đình Hiền ở xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên, bố mẹ làm nông nghiệp, cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng để theo đuổi niềm yêu thích với môn địa lý, Hiền đã không ngừng cố gắng nỗ lực trong quá trình học tập. Thay vì học thêm, ngoài giờ học trên lớp, tìm đọc tư liệu ở thư viện, Hiền đã tham gia các lớp học miễn phí trên mạng Internet, sử dụng các app hỗ trợ học tập để bổ sung thêm kiến thức, hiểu biết chuyên sâu về môn học địa lý yêu thích của mình. Kỳ thi vừa qua thì em đạt giải nhất và em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi biết được là mình đạt kết quả cao ngoài sự mong đợi của em, bởi vì em cùng mới lớp 11 nên em chỉ muốn là kỳ thi lần này là làm tiền đề cho năm sau để bản thân có thể vươn cao hơn. Em có duyên với môn địa lý từ năm lớp 7 và đó là cả quá trình nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của em. Trong thời gian ôn tập thì em đã học rất là nhiều và cùng em thấy cái quan trọng nhất là mình phải hiểu được vấn đề và mình nhìn vào thực tế để mình có thể nhớ nó cách lâu hơn. Với 16 điểm, bạn Nguyễn Thị Lam Giang, lớp 12 sử địa, trường Trung học phổ thông chuyên Hà Tĩnh đã đạt giải nhất quốc gia môn địa lý. Đặc biệt, Lam Giang cũng là thí sinh giành điểm số cao thứ hai toàn quốc trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024. Thành tích đáng tự hào này là món quà xứng đáng cho những tháng ngày Lam Giang miệt mài tích lũy kiến thức từ thầy cô, từ phương pháp tự học và niềm đam mê đối với môn học này. Chia sẻ về hành trình chinh phục giải nhất quốc gia của mình, Lam Giang cho rằng sự động viên, khích lệ của các thầy cô dạy đội tuyển và quyết tâm chinh phục thử thách đã giúp bạn giành giải nhất trong kỳ thi vừa qua. Sau khi biết kết quả là mình đã đạt giải nhất cũng như là với điểm số cao thứ hai toàn quốc trong kỳ thi lần này thì em rất là xúc động và rất là vui mừng vì đấy là một kết quả cho một cái hành trình cố gắng. Đối với bản thân em thì để học tốt môn địa lý, ngoài những cái kiến thức ở trong sách cũng như ở trên trường thì về nhà mình còn phải tìm tòi thêm những cái vấn đề đáng nóng ở hiện tại về tự nhiên cũng như về kinh tế xã hội cũng như là tìm tòi thêm những cái sách ở ngoài để mình có thể trau dồi được những cái kiến thức của mình, tìm hiểu thêm được cái mới để có thể làm được bài tốt hơn. Với 3 giải nhất, 4 giải nhì và 3 giải ba, thầy và trò đội tuyển địa lý đã khép lại một mùa thi học sinh giỏi quốc gia với niềm vui trọn vẹn. Đây cũng là năm đội tuyển địa lý của Hà Tĩnh có chất lượng giải cao nhất từ trước đến nay. Trong số 10 thành viên đội tuyển, có 6 học sinh khối 12 và 4 học sinh khối 11 thi vượt cấp. Trong đó, 8 bạn là học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Hà Tĩnh, 1 bạn là học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Đồng Chi, huyện Lộc Hà và 1 học sinh của trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Đức Thọ. Mỗi bạn mỗi miền quê, nhưng tất cả đều có niềm yêu thích đặc biệt đối với môn địa lý. Em cảm thấy là trong quá trình học thì kỷ niệm vui với môn địa lý càng ngày càng lớn, cho nên là em đã cố gắng theo đuổi. Sau khi tiếp cận với môn địa lý, được các thầy giáo, cô giáo giúp đỡ thì em đã nhận ra là địa lý có rất nhiều điều thú vị mà trước đây em chưa từng khám phá. Đó là việc hiểu được thời tiết, con người và những cái đặc điểm riêng của từng vùng miền, của từng quốc gia khác nhau thì em cảm thấy rất là thích thú. Được giải nên là em cảm thấy rất vui và cũng biết ơn các thầy cô và các bạn bè ở trong trường cũng như là ở trường nhà đã ủng hộ và đồng viên em trong thời gian quá nhiều. Sau khi thi xong thì em rất là gặt hái thi được thêm kiến thức cho mình, thứ hai là tìm kiến thức nhờ bạn bè thầy cô. Địa lý là môn học có kiến thức sát với thực tế, có tính ứng dụng cao. Kiến thức địa lý không chỉ giúp các bạn tuổi xanh hiểu về đất nước mình, mà còn hiểu biết nhiều hơn về thế giới.
Trong quá trình bồi dưỡng, các bạn đã được giáo viên hướng dẫn nghiên cứu và làm nhiều dạng đề để củng cố kiến thức, kỹ năng, nâng cao vốn kiến thức thực tế qua việc theo dõi các sự kiện thời sự qua truyền thông, báo chí. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến những vấn đề, sự kiện nổi bật liên quan đến khí hậu, tài nguyên, đất đai. Để có được cái kết quả như hôm nay thì nó trải qua một cái hành trình rất là dài. Từ khâu phát hiện nguồn đến cái khâu là bồi dưỡng đội dự tuyển rồi là thí chọn đội tuyển. Đối với tôi thì luôn luôn là tin tưởng, động viên, khích lệ các em để làm cho các em luôn luôn là tự tin. Chúng tôi đã có sự liên kết phối hợp giữa các cái tỉnh để cho các em là vừa thí làm đề chung này, chấm chung. Hầu hết, các bạn học sinh đều đến với môn địa lý mà mình yêu thích từ rất sớm. Ngoài sự động viên của gia đình, sự giúp đỡ của thầy cô, thì chính sự tự giác, tự ý thức trong học tập góp phần làm nên những thành tích xuất sắc cho các bạn. Việc xác định sớm mục tiêu học tập cũng như sở trường của mình giúp các bạn định hình được những kế hoạch cụ thể cho cả chặng đường dài học tập. Kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia vừa qua là quả ngọt từ sự nỗ lực vượt bậc của các bạn học sinh toàn đội. Trong tổng số 100 thí sinh dự thi thì có 76 em đạt giải, 15 giải nhất, 20 giải nhì, 30 giải ba và 21 giải khuyến khích. Hà Tĩnh năm nay tăng 7 giải so với năm ngoái và tiếp tục là một trong 10 tỉnh thành có chất lượng giải tốt nhất cả nước. Trong thành tích chung đó thì đội tuyển địa lý góp một phần đặc biệt quan trọng với 3 giải nhất trong tổng số 5 giải nhất của 10 đội tuyển. Và với thành tích của đội tuyển địa lý như vậy, đội tuyển này được đứng số 1 toàn quốc về chất lượng học sinh đạt giải. Lãnh đạo trường Trung học Tư nhân Hà Tĩnh đã chủ động trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch từ việc bồi dưỡng các đội dự tuyển đến việc bồi dưỡng các đội tuyển để tham dự kỳ thi này. Quan tâm đến tất cả các học sinh tham gia các đội tuyển, kể cả học sinh của trường chuyên, học sinh ở trường ngoài. Với các bạn học sinh trong đội tuyển địa lý, những thành tích đạt được không chỉ là sự ghi nhận cho hành trình chinh phục kỳ thi với những nỗ lực không mệt mỏi, mà còn là kết quả ngọt ngào, khép lại 3 tháng học tập tập trung đầy kỷ niệm đẹp bên thầy cô, các bạn, các anh chị em trong toàn đội. Thành tích học sinh giỏi quốc gia năm học này cũng là nền tảng để năm sau các bạn sẽ đạt thành tích cao hơn, đồng thời cũng là bước đệm để các bạn tuổi xanh yêu thích môn địa lý thực hiện ước mơ trong tương lai. Các bạn thân mến, ngày 29 tháng 12 năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư số 31 về quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 2 năm 2024. Đây cũng là nội dung mà Mục Thông tin Tuổi Xanh muốn gửi tới các bạn ngay sau đây. Theo nội dung thông tư số 31, việc xét công nhận tốt nghiệp nhằm xác nhận trình độ của học sinh và học viên học hết chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở hoặc chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở. Việc xét công nhận tốt nghiệp căn cứ vào kết quả rèn luyện và kết quả học tập năm học lớp 9 của học sinh, bảo đảm tính chính xác, công bằng, trung thực, khách quan. So với quy định hiện hành, thông tư số 31 có một số điểm mới đáng chú ý như số lần xét tốt nghiệp trong một năm, không xếp loại tốt nghiệp. Cụ thể, về số lần xét công nhận tốt nghiệp trong một năm, đối với các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở, trong năm có học sinh học hết lớp 9, tổ chức xét công nhận tốt nghiệp nhiều nhất 2 lần. Lần xét công nhận tốt nghiệp thứ nhất được thực hiện ngay sau khi kết thúc năm học. Lần xét công nhận tốt nghiệp thứ hai, nếu có, được thực hiện trước khai giảng năm học mới. Đối với các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, trong năm có học sinh học hết lớp 9, tổ chức xét công nhận tốt nghiệp ít nhất một lần ngay sau khi kết thúc năm học. Học sinh được công nhận tốt nghiệp nếu có đủ các điều kiện sau: không quá 21 tuổi tính theo năm đối với học sinh học hết chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở, từ 15 tuổi trở lên tính theo năm đối với học viên học hết chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở.
học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở hoặc chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, có đầy đủ hồ sơ theo quy định. Học sinh được cấp bằng tốt nghiệp ở bậc học này khi hoàn thành chương trình học tập và rèn luyện lớp 9, đồng thời không nghỉ học quá 45 buổi một năm. Điểm mới của quy chế này là bằng tốt nghiệp không còn ghi xếp loại học sinh giỏi, khá, trung bình như quy định cũ năm 2006. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2024 và được áp dụng đối với học sinh từ năm học 2024-2025. Việc xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở theo quyết định số 11 ngày 5 tháng 4 năm 2006 được thực hiện đến hết năm học 2023-2024.